trở lại chương trình của The VLK News và đây là bản tin của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Joe Manchin đang cân nhắc về cuộc tranh cử tổng thống của mình thứ ba trong bối cảnh cái nhu cầu cái thay thế cho ông Joe Biden ngày càng tăng. Liệu ông Joe Manchin của một dòng họ Joe là Joe hai anh Joe này đã làm cho nước Mỹ chúng ta nợ nần ở 34.000 35.000 tỷ đô la. Đặc biệt là Joe Manchin đã giúp ông Joe Biden mướn thêm 70.000 nhân viên sở thuế. Thượng nghị sĩ Joe Manchin của tiểu bang West Virginia, người gần đây đã tuyên bố nghỉ hưu tại Thượng viện của Hoa Kỳ, đã làm dấy lên sự suy đoán khả năng tranh cử ứng cử viên bên thứ ba trong bầu cử 2024. Một cái sự kiện này về nguyên tắc là suy đoán thôi, nhưng thật sự tôi nghĩ ổng không có ra tranh cử đâu quý vị. Bởi vì dù sao dù ổng cũng rất là bảo vệ cho ông Joe Biden. Còn nếu mà thật sự ổng ra ông tranh cử khi nào, khi ổng có thể lấy cái lá phiếu của cử tri độc lập từ ông Trump. Đó là cái suy nghĩ của tôi thôi. Mà quý vị hãy cầu nguyện cho suy nghĩ tôi sai. Trong một tuyên bố qua video ngày 9 tháng 11, ông Joe Manchin đã bày tỏ mong muốn bắt đầu một cuộc đối thoại về quốc gia về đoàn kết người Mỹ. Ông mà đoàn kết gì ông Joe Manchin? Ông là người mướn 70.000 nhân viên sở thuế, ông đã đoàn kết cái nước Mỹ. Ông đang triệt tiêu, ông giúp ông Biden triệt tiêu cái ngành năng lượng của nước Mỹ. Ông nói ông đoàn kết nước Mỹ. Ông có lộn không thưa ông Joe Manchin? Và giải quyết một số thách thức của đất nước ám chỉ một ứng cử viên tiềm năng sẽ vượt qua cái hệ thống hai đảng truyền thống. Sự liên kết của Joe Manchin với nhóm No Label, một tổ chức trung dung ủng hộ việc tách khỏi hệ thống hai đảng, càng thúc đẩy những tin đồn này. Tổ chức này trong khi ca ngợi việc Thượng viện Joe Manchin, công việc của ông vẫn không cam kết ủng hộ ông là ứng cử viên của Tổng thống Unity. Nó đang quyết định này sẽ đưa ra đầu 2024 dựa trên ý kiến đóng góp của thành viên. Sự phát triển này trùng hợp với sự bất mãn ngày càng tăng của người Mỹ trong bối cảnh chính trị hiện tại. Một cuộc thăm dò của Gallup vào tháng 10 chỉ ra 63% những người trưởng thành ở Mỹ đã ủng hộ ứng cử viên bên thứ ba, để phản ánh cái tình cảnh ngày càng gia tăng của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã không đại diện đầy đủ cho dân chúng của Mỹ. Cái tình cảm này đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với năm trước và mức sự ủng hộ cao hơn nhất đối với ứng cử viên thứ ba từ Gallup đặt câu hỏi đầu tiên của 2003. Đương nhiên luôn, rất là nhiều những cử tri của Mỹ đang chán ngán cái phong trào của hai đảng, trong đó có thể có chúng ta. Mà nếu mà thật sự Tổng thống Trump mà bị treat unfair bởi cái đám đảng Cộng Hòa, thì khả năng một cái đảng MAGA sẽ ra đời. Con gái của Joe Manchin là Hunter Manchin đã ghi danh trong cái đảng phái được mang tên American Together, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động chính trị vào tháng 7 để thúc đẩy cái chính sách ứng cử viên trung dung. Bản thân thượng nghị sĩ Manchin cũng lên tiếng sự vỡ mộng của ông với thương hiệu chính trị hiện tại của hai đảng, đặc biệt là qua trình đốn, và không loại trừ khả năng với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Trong khi sự ủng hộ đối với một ứng cử viên bên thứ ba đã tăng giữa cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, nó lại chú ý là cao hơn cái đảng Cộng Hòa, đặc biệt là chính trị gần đây của ngày 6 tháng 1 và cuộc luận tội ông Trump lần thứ hai. Những nhân vật đáng chú ý tranh cử đó là ông Cornel West và Robert F. Kennedy cũng tuyên bố tranh cử. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Manchin điều hướng về động thái của ông có khả năng định hình cuộc đua của 2024, cung cấp một giải pháp thay thế cho cử tri cảm thấy bị xa lánh bởi hệ thống chính trị hiện tại. Quyết định của ông dù có tranh cử hay không sẽ được theo dõi chặt chẽ sự tham muốn của cử tri Mỹ như thế nào. Nhưng tôi muốn đặt sự ông Joe Manchin này tranh cử hay không? Câu trả lời rồi cũng chẳng biết luôn. Và cái hệ thống này chúng ta hãy chờ đợi cái đảng Cộng Hòa nó treat ông Trump như thế nào, và ông Trump có bị ngã ngựa cho ứng cử viên của đảng Cộng Hòa hay không, khi mà thật sự cái đảng Cộng Hòa nội bộ cũng đang tổ chức nhiều cuộc tranh luận. Và bà Donna McDaniel, chủ tịch ủy ban của đảng Cộng Hòa, mấy ngày hôm nay cũng lùm xùm về vấn đề kêu gọi từ chức. Nhưng mà nếu mà ông Joe Manchin đã tranh cử, ứng cử viên tổng thống sẽ gồm có Joe Manchin, John Robert F. Kennedy, ông Trump và ông Joe Biden. Nhưng mà nếu mà thật sự cuộc đua tay bốn này mà xảy ra,
Thì Âu Đâu đây cũng là lần đầu tiên chúng ta sẽ witness một cái lịch sử kể từ năm 1992 khi Ross Perot, Bush thứ 41 và Bill Clinton tranh cử tổng thống. Tin tức là như vậy và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Chào tạm biệt.